lại hai cục xương gắn gàng ngay đây. Thì như thế chúng ta sẽ vừa làm ngực nó sệ xuống, vừa làm người thấp xuống mà lưng các bạn sẽ thẳng lên, ngực các bạn, mấy bạn nhìn cao hơn không? Thì nó sẽ kiểu giống như cơ ngực ở đây nè. Khi các bạn tập ngực, mấy bạn nam phải học tập phần này đi. Nè, đấy. Hello, xin chào các bạn đã quay lại chuyên mục của mình Juni. Rồi sau đây chúng ta sẽ đã vậy không thấy được mấy con này, để lên đây đi. Đây, đây là góc dễ thương của chị em chúng ta. Chúng ta sẽ ngồi 8 chùi. Và Juni sẽ chia sẻ và trả lời câu hỏi của các bạn về làm sao mà để giảm cân, ngực vẫn to, săn chắc dù giảm mỡ, tăng cơ. Rồi có nhiều bạn nói là ngực to hay nhỏ thì là do gen của gia đình đó, nhà đó. Hoặc là ngực, hoặc là nếu mà tập ngực thì không thể nào mà ngực nữ to như ngực nam được, bởi vì không có hormone. Rồi nữ dù có tập ở nào thì cũng không to, và lép thì vẫn hoàn lép. Rồi gì gì đó, nói chung là rất là nhiều vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ trên chặng đường mình đã trải qua từ nhỏ, tuổi dậy thì cho đến bây giờ. Bây giờ là mình đã U25 rồi, mình già rồi. Đầu tiên là thời mình là học sinh còn nhỏ, hồi xưa thì nhà mình không có điều kiện và không có gọi là giàu có nhiều đồ ăn ăn như nhà Ryan đâu. Ryan còn được ăn thịt heo, thịt gà, rồi thịt bò, rồi mực, tôm này kia. Nhưng mà mình thì không có vậy đâu nhá. Nhà mình nói từ chế độ ăn chứ nhá. Nhà mình hồi xưa mình còn nhỏ á, mẹ mình chuyên cho ăn các loại đậu nè, ăn chay nè, ví dụ như đậu hũ nè, đậu phộng rang nè. Mấy bạn nào mà nhà nghèo hoặc là nhà hoàn cảnh hơi khó khăn xíu, mấy bạn sẽ biết mấy món này đúng không? Rau xào, rau luộc, rồi món mặn sẽ là có cá khô nè, rồi có đậu, đậu nành, canh đậu nành nè, canh đu đủ nè, rồi đậu phộng nè, rồi qua rau là đậu que, đậu đũa nè ha. Rồi đó, hồi đó mình hay ăn món mặn nhất là cá. Cá là nhà mình thường là giống như là thường sẽ ăn rất là nhiều cá thay vì là ăn rất là nhiều thịt đó. Cá, các loại cá, cá kho, cá nấu canh, rồi cá chiên thì ít tại vì hao dầu mà tiết kiệm tiền, nên là thường là kho cho nó mặn mặn thì ăn cơm. Nhưng mấy bạn không nên ăn mặn nha, ăn mặn sẽ tích nước đó. Ăn trứng nữa, trứng rất là rẻ nên là hồi nhỏ mình ăn những cái đó trước, mình ăn những cái đó. À, lâu lâu thì mới ăn thịt kho trứng hoặc là thịt chiên hoặc là bánh tráng cuốn, thịt luộc, hay là lâu lâu thật là lâu, một năm thì ăn mực với tôm chắc được 3-4 lần đó. Tại vì hồi xưa nhà mẹ khó khăn mà mình cũng không có cách nào được, thì nói chung là trong khả năng của mình thì mình có thể ăn những cái đó. Và mình sẽ ăn rau nè, ăn rất là nhiều rau, uống nhiều nước. Chứ đừng bạn nào nói là để tập thể dục thì cần phải nhà giàu, có điều kiện, rồi có thịt cá, trứng, sữa, rồi bò, tôm, cua này kia, rồi hải sản hay là hải sâm này kia thì mới tập được nhá. Nói chung là mình liệu kêu cơm gắp mắm thôi. Đó là đầu tiên mấy bạn phải ăn cơm và ăn đồ ăn, ăn rất là nhiều rau. Ăn trứng thì sẽ cung cấp được nè. Ăn cá với trứng sẽ cung cấp được các vi chất, dưỡng chất, và nó sẽ ra nói là nó sẽ tạo nên hormone đấy, để nó tổng hợp tất cả những cái vi chất, dưỡng chất tốt vào những cái ti thể trong cái ngực của mình, thì ngực của mình sẽ được phát triển đó. Hồi nãy mình hỏi ra tư vấn chuyên môn là vậy. Nên các bạn ăn cá với trứng nhé, nhưng đừng ăn quá nhiều trứng nhé. Một tuần chỉ nên ăn 4 đến 6 quả thôi. Rồi sau đó là các bạn phải uống đủ nước này, ăn nhiều rau đa dạng như là bí cải, bí đỏ, bí xanh, rồi nhiều lắm, bắp cải này kia nữa. Ăn các loại đậu như là đậu nành, đậu hũ, đậu que đó. Về ăn nha, xong rồi về nghỉ ngơi là chúng ta phải ngủ đủ này, không thức quá khuya này. Nếu mà các bạn là học sinh, các bạn thức khuya mà các bạn học bài á, thì đừng nên thức quá 12 giờ. Nếu mà ngồi giờ bạn học thì hãy tập trung học, đừng suy nghĩ thơ thẩn.
Hồi đó mình học sinh mình cũng hay suy nghĩ thơ thẩn rồi mình học bài lâu lắm. Đó, rồi trưa các bạn hãy tranh thủ ngủ nhé. Bởi vì ngoài phát triển ngực cho các bạn nữ thì các bạn cũng phải phát triển chiều cao đúng không? Nếu mà mấy bạn sẽ cảm thấy bắt đầu tự ti và thua kém khi mà các bạn lên cấp 3, các bạn sẽ thấy mình thấp hơn những người khác, và những người khác, những người bạn nữ cùng lớp với mình lại được quan tâm mà. Nói chung là các kỳ lễ thì sẽ được hoa hòe các kiểu đó. Tới khi đó là bạn sẽ cảm thấy là sự gọi là tự ti và này kia, nên các bạn hãy chăm sóc từ nhỏ nha. Rồi, cái nữa là các bạn phải tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh. Tắm thì chúng ta tắm bình thường thôi, tắm kỳ cọ người. Sạch thì da tế bào chết nó sẽ ra này, da bạn nó sẽ sạch hơn, nó sẽ láng mịn hơn. Rồi các bạn massage vòng 1 mỗi lúc tắm. Mình kiếm cái gì để mình minh họa. Chúng ta massage ngực nhỉ. Anh ơi cho em một cái đang, gì đang, đi đang, đang, cái đầu con này. Cái đầu con này hả? À, ví dụ đây là ngực chúng ta. Tại vì trước đây mình có xem một chương trình của báo Mật Tím, mời một bà tiến sĩ tâm lý với lại bác sĩ gì đó. Mình quên rồi, mình chỉ nhớ mặt cô đó thôi. Cô đó sẽ hướng dẫn như thế này nè. Đó là chúng ta dùng 4 ngón tay như vậy nha. Đó, các bạn dùng 4 ngón tay vậy. Ví dụ cái con mắt này là cái hạt đậu của mình đi. Còn xung quanh này là bầu ngực của mình đi. Thì chúng ta sẽ dùng 4 ngón tay như vậy nè. Các bạn massage ngực như thế này. Nhưng mà khi massage ngực các bạn hơi dùng lực tì vào 4 ngón tay một xíu. Cái này nếu mà bạn nào muốn chi tiết á, tìm video trên YouTube cách massage ngực đúng á thì nó sẽ có. Các bạn biết sao không? Tại vì cô đã nói là ngoài massage ngực để phát triển ngực, chúng ta còn phát triển được bệnh ung thư vú hay này kia nữa. Bởi vì là cô đã chỉ là nếu mà chúng ta massage chúng ta thấy có một cái gì đó cợn cợn ở trong nó thì chúng ta nên đi khám ngay, thì sẽ phát hiện ra được bệnh sớm. Đó, các bạn massage như thế này. Sạc đi, nhẹ thôi nha. Đó, ngực là vùng da rất là nhạy cảm. Nhớ massage như này. Đó, hai bên. Nếu mà không có nước nóng tắm nước lạnh thì đừng tắm lâu quá nhé. Nếu không chúng ta sẽ bị cảm lạnh đấy. Rồi, thêm một vấn đề nữa là để giữ ngực, chúng ta phải tập thể dục này. Rồi ăn nhiều, ngoài ăn nhiều trứng ra chúng ta nên ăn nhiều cá. Cá sẽ rất là tốt cho ngực và sức khỏe của phụ nữ. Cá thì nó là thịt trắng, nó sẽ gọi là nó sẽ tốt hơn cho phụ nữ. Nó có nhiều chất béo trong cá, giống như là omega 369 rồi đó. Đó, nếu mà các bạn mà không ăn đủ chất thì chúng ta nên uống vitamin hay là cái viên EE gì đó, vitamin E đó. Nhưng mà mình nghĩ là nên ăn tự nhiên, tại vì lúc đó cơ thể đang phát triển mà. Bắt đầu các bạn phát triển là khoảng 12 tuổi trở lên đi, thì lúc đó cơ thể hấp thu rất là tốt. Nếu mà các bạn tập thể dục, trao đổi chất tốt thì các bạn sẽ có rất là dáng rất là đẹp sau này thi hoa hậu đúng không? Rồi, thêm phần cuối cho các bạn học sinh đó là không mặc áo ngực quá chật. Nếu mà các bạn mặc áo ngực, nếu mà khoảng lớp 8, lớp 9 đó, thì các bạn nên chọn áo mút mỏng chất liệu thoáng mát, như là su á. Bây giờ có chất liệu su á thì nó sẽ áo ngực đút, nó không có gọng mấy, thì gọng nó sẽ ít hơn á, thì nó sẽ để cho các bạn ngực nó phát triển dễ hơn. Nếu mà các bạn cứ nhốt nó trong cái áo ngực xong rồi tù túng chật hẹp cả ngày thì nó sẽ không có chỗ để nó nở ra, thì sao nó to ra được đúng không? Ý mình là vậy đó. Rồi các bạn nên chọn áo vừa size. Theo mình được biết á, nếu như bạn mặc áo ngực đúng không, để mình đi lấy cái áo ngực mình họa cho. Đây là cái lưng của chúng ta ha, ta sẽ gài nút vô. Rồi các bạn thấy không, đây là lưng áo ngực chúng ta gài nút vô. Nếu chúng ta thọc một cái tay vô đây, nếu nào nó vừa khít á thì là áo ngực đó vừa sai với chúng ta nhé. Còn nếu mà nó quá rộng thì chúng ta hãy chọn cái size nhỏ hơn. Nhưng mà ví dụ như mấy bạn mặc 34 mà hơi chật thì 34 hơi chật thì chúng ta nên lấy 36.
hoặc là 3480 hoặc 3475 gì đó. Đó mấy bạn đi chuyên thì mấy bạn sẽ biết. Rồi. Đó là cách đặt chọn áo ngực. Nếu mà bạn nào đã có ngực như này nhá. Còn nếu mà mới hơi nhú lên á thì mấy bạn nên mặc áo lá. Hồi mình lớp 7, lớp 8 mình vẫn mặc áo lá, tới lớp 9 mình mới đổi sang áo ngực. Tại lúc đó ngực mình nó phát triển hơn. Rồi, nên khi nào chúng ta đi học hoặc đi ngoài đường hoặc đi chơi thì hãy mặc áo ngực. Còn về nhà chúng ta cứ thả rong nó ra để cho nó phát triển tự nhiên nhé. Rồi, đơn giản vậy thôi. Là xong phần của các bạn học sinh tuổi đang dậy thì rồi. Bây giờ mình sẽ vô mục cho các bạn đang là sinh viên. Rồi trên 18 tuổi. Thường là mấy bạn ở với gia đình trước đó, độ tuổi trước đó thì mấy bạn không tự chủ được. Còn bây giờ chúng ta 18 tuổi trở lên, chúng ta tự đi học, tự đi làm thêm đúng không? Thì chúng ta có thể chăm sóc chúng ta nhiều hơn chút. Một này hơi nhiều đó. Rồi đầu tiên thì chúng ta ăn rau, củ, quả, trái cây nhiều. Ăn rất là nhiều rau để cho mát nhá. Uống nước nữa nè. Nhớ uống nước. Đừng uống nước khi nào mà đừng để khi nào khác hãy uống, mà hãy uống cứ một chút, nhớ thì uống nước. Cái thứ hai là rau củ quả trái cây, các loại củ quả như là khoai tây, cà rốt, củ dền, bí, bắp, bí đỏ đó. Rồi trái cây thì như là kiwi, cam, bưởi, táo thì cái đó chuyên là tốt cho ngực nè. Mấy bạn thấy không, hồi xưa á mình đi học sinh viên á thì mình thức khuya nè, thức khuya luyện phim nè, rồi mình ăn mì nhiều thì hồi đó ngực mình chưa có đẹp và tròn và định hình được như bây giờ đâu. Mà sau thời gian mà học sinh viên xong, mình đi làm xong rồi mình có hiểu biết hơn, mình lớn hơn thì mình mới biết được mấy cái này. Còn hồi xưa thì sinh viên thì mình thường để nó tự nhiên. Nếu các bạn có điều kiện thì chúng ta có thể uống sữa chua mỗi ngày nè. Sữa chua mình hay uống là loại sữa chua Long Thành. Nó không quá ngọt, nó cũng không quá lỏng giống như Vinamilk hay mấy loại khác. Đó. Rồi. Các loại đạm như là thịt bò, gà, cá, trứng này kia, các loại đậu thì chúng ta nên ưu tiên kho, xào và chấm, chấm ăn đồ chiên nha. Ví dụ một tuần mấy bạn đi ăn gà rán một lần thì ok, đừng ăn quá nhiều lần. Nó sẽ tích mỡ này, nó sẽ mập này. Nó sẽ làm... Bởi vì là mấy bạn đang trong độ tuổi phát triển mà, 18 tuổi thì mình vẫn phát triển chứ. Giống như là nữ là dưới tới 25 tuổi mới hết phát triển đúng không? Thì mấy bạn cần phải chăm chút cho cơ thể chứ. Nếu mà mấy bạn cứ ăn mấy đồ chiên, đồ béo, trà sữa nhiều á thì người mấy bạn á, ngực mấy bạn sẽ vẫn là mỡ, vẫn to. Nhưng mà tới hồi á mà mấy bạn giảm cân xong á, em sẽ cảm thấy ngực mấy bạn rất là sệ luôn á. Hồi năm ngoái, cách đây 1.5 năm, mình mập, ngực mình còn to hơn bây giờ nữa. Nhưng mà đa số là mỡ và nó có xu hướng nó nặng á, nó sệ xuống mày nè. Mà đi á thì lúc lắc á, nó rất là nhức. Đó, nên là mình đã trải qua rồi, nên mình chia sẻ với mấy bạn. Các bạn có thể ăn bơ này. Bơ thì thi thoảng ăn thôi. Anh nhớ ăn nhạt, đừng qua cho quá nhiều đường và sữa đặc nha. Rồi, thêm một cái nữa. Đó là hôm bữa mình có làm cái video mà cuộn rong biển á, xong rồi có rất nhiều bạn nói cơm cuộn rong biển, mấy rất nhiều bạn nói là cực kỳ ghét rong biển. Nhưng mà mấy bạn nghĩ đi, nếu mấy bạn mà search Google mấy bạn sẽ biết là rong biển thì nó rất tốt cho sức khỏe các cô gái này, bởi vì là nó có chất từ biển ấy, có nhiều vi chất rồi chất mạnh này kia, vitamin đồ các kiểu á, ăn vô nó sẽ chống lão hóa cho mấy bạn nè. Mấy bạn có thể ăn, cách dễ nhất đó là làm cơm cuộn, hoặc là có một cái loại rong biển mà lá nó nhỏ bằng hình chữ nhật như vậy nè, mấy bạn có thể cắt sợi sợi bỏ vào cơm ăn, hoặc là nấu canh rong biển với thịt bằm và tôm cũng được. Mình giống như người Hàn Quốc, người ta hay ăn canh rong biển lúc sinh nhật vậy đó. Đó, thêm nữa là khi vận động thể thao, đặc biệt là các bạn ngực mỡ, giống như là những bạn nào mà hơi tròn tròn, bắt đầu là ngực nó to hơn, nó có mỡ hơn, thì khi mà mấy bạn mặc áo bra để đi tập thể thao, mấy bạn nhớ mặc áo ngực bên trong thì nó sẽ giữ cái ngực bạn ở một phần này nè. Đó, nó giữ cao như vậy, nó hơi chặt nhưng mà nó sẽ không làm ngực bạn lúc lắc như vậy đó. Nếu mà ngực bạn cứ lúc lắc như vậy á, nó sẽ bị giãn ra, xong nó bị sệ xuống á. Đó, ý mình là vậy. Rồi, như thế nào là ăn bằng chất nhỉ? Ví dụ như là một tuần chúng ta có 20 bữa ăn đúng không?
7 ngày nhân cho 3. 3 là 7, 7 x 3 21, nhưng mà mình lấy 20 bữa cho tròn đi. Ví dụ như mấy bạn có mấy loại đạm chính như là bò, gà, heo, cá, trứng đúng không? Là 20. 20 bữa một tuần thì mấy bạn chia đều cho 5 loại, thì mỗi loại tức là mấy bạn sẽ ăn được 4 bữa. Đó, ăn như vậy thì mấy bạn sẽ luân chuyển nhau xen kẽ nhau ấy, vừa là đỡ ngán này, vừa dễ hấp thụ này, vừa tốt cho sức khỏe nữa. Mấy bạn ăn hoài một cái thì giống như là mỗi loại nó sẽ có mỗi loại đạm khác nhau đúng không? Nó sẽ có một cái bảng thành phần dinh dưỡng khác nhau. Nếu mấy bạn nạp vô này nhiều quá, trên lệch này thì nó lại dư quá, cái này thiếu quá thì không nên. Nó xoay tôi như vậy đỡ ngán hơn. Rồi nếu mà mấy bạn không đi siêu thị lớn để mua được á, mấy bạn có thể đi những cái giống như là trước đây á, mình ở chợ mình thì mình hay đi Sa Cha Food này, Cố Food này hoặc Vinmart cộng này, thì nó sẽ có những cái khẩu phần ăn mình nấu cho một bữa thôi hoặc là hai bữa thôi, nó sẽ chia đủ đồ ăn nguyên liệu cho mấy bạn nè, hoặc là nó có ướp sẵn nữa. Đó, mua những phần nó có 15 đến 20 ngàn thì nó cực kỳ rẻ. Mình nhớ trước đây mình mua hai miếng gà ướp xả ớt mà chỉ có 15 ngàn trong Sa Cha Food. Đó, nếu mấy uống rồi, nếu mấy bạn không ăn đủ thì hãy nhớ mua omega hoặc dầu cá đồ uống nhé, nhưng mình nên ăn đi. Đó, rồi mấy bạn cũng phải làm khi tắm nhớ massage ngực nha, massage ngực để thoải mái. Nói chung là mấy bạn có tắm lâu không, mình tắm khoảng 15 đến 20 phút, mình đứng mình ngực nước á rất là thoải mái sau một ngày làm việc rất là căng thẳng. Rồi cách chọn áo ngực thì chắc là mấy bạn tuổi này mấy bạn sẽ biết cách chọn áo ngực phù hợp rồi. Chúng ta cứ chọn loại nào mà thoải mái, đừng có vì mà quá đẹp, vì mà muốn đẹp mà phải gượng ép cơ thể mình. Giống như là mình chọn đồ, mình sẽ chọn trên là mục tiêu đầu tiên là mình phải mặc mình thoải mái, xong mình thích là hai cái đó, xong rồi mình mới chọn tới kiểu mẫu mã, chứ không mẫu mã rồi chất liệu, chứ không vì những cái kiểu đẹp rồi lại lấy, đúng không? Rồi thêm một cái nữa là bây giờ chúng ta lớn rồi đúng không, chúng ta sẽ có những cái công việc cuộc sống và chúng ta sẽ bị stress này, nên các bạn không nên để chúng ta bị stress, hãy làm cách nào đó để xả stress. Nếu các bạn bị stress nhiều, các bạn sẽ bị tăng mỡ ra nổi rồi, càng stress càng căng thẳng, chúng ta sẽ càng tăng mỡ, mỡ nó sẽ tích tụ ở bụng và bụng dưới, tới hồi đó là ngực thì teo. Thì mình trải qua quá trình đó rồi, mình thấy lúc mà mình mệt mỏi, mình buồn ấy, xong rồi người mình á nó cứ như nó co rút lại, nó không còn sức sống, thì những phần mà nó nhỏ đi, những phần cần to thì nó lại nhỏ đi, những phần cần nhỏ thì nó lại to ra, cực kỳ là mệt mỏi và xấu xí nữa, không ai nhìn tới. Rồi các bạn nên có thời gian nghỉ ngơi đủ này, ngủ đủ này. Mình biết là thường nếu mà chúng ta đi làm rồi thì tối chúng ta sẽ đi chơi, đi cà phê này, nhưng mà nếu những cuộc hẹn không cần thiết thì chúng ta nên ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc sắc đẹp cho chúng ta đúng không? Ví dụ đắp mặt này hay skin care gì đó, nó sẽ hợp lý hơn là những cuộc hẹn mà cứ đi ra xong rồi ngồi bấm điện thoại như thế, thì bản thân chúng ta cũng mệt mà cơ thể lại không được nghỉ ngơi, ý mình là vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tập luyện thể dục nhé. Hôm bữa các bạn hỏi mình là làm sao để ngực to và săn chắc, xong rồi mình bảo là mình tập lưng và tập ngực, xong rồi bạn đó hỏi là tại sao mình lại tập lưng, thì như vậy này này, mấy bạn thấy không, đây là lưng mình. Hồi trước lúc chưa tập với Ryan mình sẽ bị gù lưng như vậy đó, mình sẽ bị lại hai cục xương gánh gàng ở đây, thì như thế chúng ta sẽ vừa làm ngực nó sệ xuống, vừa làm người thấp xuống mà dáng đi lại xấu. Và khi chúng ta tập lưng nè, đó, lưng vai, nói chung là tập đều. Giờ nói tập lưng chứ, lưng các bạn sẽ thẳng lên, ngực các bạn, mấy bạn nhìn cao hơn không? Không, làm sao để ngực cao hơn thì chúng ta phải tập vai. Em biết mà, em nhớ mà, em sẽ rồi. Thế xong chúng ta phải tập vai nè, tập tay nè, vai tay nó sẽ thẳng như này, mấy bạn thấy không? Xong chúng ta tập ngực thì nó sẽ kiểu giống như cơ ngực ở đây nè, khi các bạn tập ngực căng á, mấy bạn sẽ thấy cơ ngực ở đây nó căng nè. Đó, xong rồi nó đỡ phần dưới đây lên, ngực các bạn nó sẽ to đều ra và nó sẽ cao hơn, giống như là mấy bạn tập mông ấy. Trước đây là mình không tin là mông xệ thì có thể tập được mông cao đâu, nhưng mà bây giờ mình chỉnh được rồi. Đó, nên mấy bạn luôn sẽ ngồi thẳng như vậy này. Đó, tập lưng, tập vai, tập ngực, thì chúng ta tập bụng nữa. Mình không biết mấy bạn tập, mấy bạn có giống mình không, nhưng mà khi
khi mình tập bất kỳ phần nào đó trong cơ thể mình đều cảm thấy cái bụng mình nó nóng, bởi vì mình phải gồng bụng á, nên các bạn có thể tập đều nhé. Tập đều để hỗ trợ nhau này, tập bụng này, vai, lưng, tay này, đặc biệt là lưng, lưng kéo thẳng như thế này, kéo như thế này, nhìn nó rất là, nhìn nó cong lưng lại á, nhìn nó rất là hay luôn đó, đẹp này. Ý là không phải mình nói đẹp đâu, ý mình là lưng thẳng nó sẽ đẹp hơn đó. Thêm một phần này nữa, phần này sẽ là phần 18 cộng nhé. Phần này là phần cuối rồi, cảm ơn các bạn đã kéo dài ngồi coi mình nói đến bây giờ. Rồi hôm nay mình soạn rất là nhiều, 2 trang giấy, 3 trang. Thêm một phần nữa là khi chúng ta có người yêu đúng không, chúng ta tình cảm với nhau đúng không, thì các bạn nam không nên ý là thô bạo quá. Mình hỏi ra anh đó là anh cảm thấy là dùng lực ở bàn tay hay dùng lực ở ngón tay thì anh sẽ nắm chắc hơn, thì ra anh bảo là dùng lực ở bàn tay. Đây mình sẽ minh họa tại sao mình nói như vậy cho mấy bạn coi nè. Bạn nghĩ đi, đây ví dụ là ngực chúng ta nhá. Thế chúng ta dùng ngực chúng ta dùng tay nè, massage như thế này, mấy bạn sẽ thấy rất là dễ chịu. Mấy bạn thử đi, mấy bạn thử kệ mấy bạn ra, mấy bạn thử ở nhà đi, đúng không? Thì mấy bạn nam nên làm sao cho mấy bạn nữ cảm thấy là happy, cảm thấy là vui vẻ thoải mái, thì chúng ta nên chiều các bạn nữ nhé. Đó, như thế này, các bạn dùng đều các đầu ngón tay như vậy nè, rất là thích. Còn nếu nè, các bạn nam mà thu bạn sẽ dùng, trời ơi còn gì ngờ ngực của người ta nữa đúng không? Mấy bạn muốn hàng đẹp thì mấy bạn cũng phải góp phần xài cẩn thận rồi giữ gìn đúng không? Các bạn phải chăm sóc cho các bạn nữ chứ đúng không? Đó, mấy bạn nam phải học tập phần này đi nè. Đấy, như vậy thì các bạn nữ sẽ không bị quá đau nhức này, không bị nhức, không bị sưng này, nên các bạn nam phải nhẹ nhàng đó. Rồi phần này là phần cuối cùng rồi, thì gen nó chỉ quyết định 40% thôi, còn 60% còn lại là chúng ta ăn uống sinh hoạt, tập luyện và giữ gìn. Rồi chúc các bạn là sau video này sẽ trải nghiệm thử các phương pháp massage ngực mình chia sẻ, và hãy comment cảm nhận bên dưới nhé. Rồi cảm ơn đã dành 22 phút cuộc đời cho Yuni. Tại vì chúc các bạn có ngực đẹp nè, mặc đồ đẹp nè, mặc đầm tự tin hơn. Hôm sau mình sẽ làm một video về lưng thon, lén miệng để mặc áo hở lưng ha.